Tôi phải thưởng thức cái quả này xem là vải trưng như thế này ăn có ngon hay không được. Mát áp hết các bạn. Những cái quả vải ở bên dưới thì nó lại ngấm được tất cả các cái loại sữa, cho nên là rất thơm mà và ngon các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay tôi giới thiệu về các bạn một món sữa chua vải hoa đậu biếc. Vải đây, và đây là hoa đậu biếc đây, đây là bột báng nhá, và đường, và đây là sữa chua, đây là sữa tươi. Tôi vừa rồi thì xem được ở cái kênh Anh Nông Dân ấy, đã có anh ấy cũng có giới thiệu là nói đến cái tiêu thụ về vải. Bây giờ là mùa vải ở trên Bắc Giang cũng rất là đang chín rộ. Bà con Bắc Giang thì bây giờ đang thu hoạch vào mùa vải, nhưng do cái dịch Covid này thì cái vải này tiêu thụ rất là chậm. Cho nên hôm nay tôi cũng chung tay cùng góp sức với anh bạn đó để tôi cũng mua một chút vải để ủng hộ đồng bào dân Bắc Giang. Các bạn ạ, các bạn hãy chung tay, ta giúp sức giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta thì chúng ta sẽ được gặp rất nhiều may mắn. Xin cảm ơn các bạn. Đây, bây giờ tôi sẽ ngâm bột báng trước nhá. Đây, tôi sẽ cho nước vào đây. Đấy, ngâm để cho nó lở ra các bạn. Đấy, ngâm vào trong vòng khoảng độ 15 phút gì đấy. Đấy, trong khi để chờ thời gian thì tôi sẽ tách vải. Đấy, bọc vỏ, tách hạt ra. Đấy, ta bỏ được cái hạt ra rồi thì lúc này ta mới bóc cái vỏ ra. Thế này ta vẫn đảm bảo. Các bạn ơi, tôi ngâm bột báng đã đủ thời gian rồi. Bây giờ tôi đi chắt rửa nha. Sau đó tôi vào để tôi nấu. Đây các bạn ơi, tôi sẽ cho một thìa đường. Và tôi chỉ cho vào khoảng độ một rúm cái hoa đậu biếc này nhá. Rúm nhỏ thôi để mình lấy cái màu. Cái hoa đậu biếc này nó cũng rất tốt đấy nha. Nó là một vị thuốc tốt cho sức khỏe đấy các bạn. Tôi đun sôi rồi, tôi cho bột báng các bạn ơi. Bạn nấu vào khoảng độ 10-15 phút nha, để cho nó mềm nè. Tôi sẽ vớt ra ngâm nước. Đấy, bây giờ thì tôi mới vớt cái hoa đậu biếc ra các bạn ạ. Khoắng lên là nó lổi, cái hoa nó lổi lên trên. Chúng ta phải vớt hết cái hoa đậu biếc ra nhá. Để bây giờ chỉ còn bột báng thôi. Các bạn ơi, bây giờ tôi cho một chút nước vào đây rồi. Tôi cho đường vào nhá. Xong rồi để tôi rim vải. Và tôi cho mấy cái hoa đậu biếc này nữa để tạo được cái màu nó đẹp. Đấy, tôi khoáng lên để cho tan đường đấy ạ. Khi sôi nên là tôi sẽ cho vải vào. Đây là tôi rim vải. Đây các bạn ơi, tôi sẽ vớt cái bột báng lên trên này. Đây, bây giờ tôi vớt vải ra cái đĩa này. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ trộn hai loại sữa. Đây là sữa tươi và đây là sữa chua.
một chút nước trứng vải này tôi cho vào đây và tôi trộn đều lên. Đấy, như vậy là sữa của tôi đã có màu, nó không trắng được như lúc đầu nữa. Đây, bây giờ tôi sẽ cho bột báng vào trong cái lòng quả vải này. Đây các bạn, các bạn phải cho nó đầy này. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ cho vải, tôi đã nhồi bột báng vào rồi, bây giờ tôi sẽ cho vào cốc nhá, để tôi sẽ tưới sữa lên, dưới sữa vào xong để tôi thưởng thức. Đây, tôi xếp vải hết vào trong đây. Đây là tôi dưới cái sữa tươi và sữa chua nhá, tưới vào bên cạnh thành thì nó sẽ đẹp hơn. Các bạn đã nhìn thấy không? Tôi đã làm xong một cái cốc này. Bây giờ tôi sẽ đi thưởng thức các bạn nhé. Đây các bạn ơi, tôi đã làm xong một cái cốc sữa chua vải hoa đậu biếc đây rồi. Màu thì phải nói là trông rất là tươi màu. Đấy là cái hoa đậu biếc. Như vậy bây giờ tôi sẽ thưởng thức nha. Mời các bạn thưởng thức cùng với tôi. Tôi phải thưởng thức cái quả này xem là vải trưng như thế này ăn có ngon hay không đây. Mát đã hết các bạn. Vải thì các bạn có thể làm chế biến theo cái cách vừa rồi tôi hướng dẫn. Thì ăn nó không bị nóng, rất là mát, rất là bổ các bạn ạ. Những cái quả vải ở bên dưới thì nó lại ngấm được tất cả các cái loại sữa, cho nên là rất thơm mà và ngon các bạn. Cái cách chế biến này thì nó không tốn nhiều thời gian đâu. Các bạn ta chỉ làm trong vòng một khoảng độ 40 phút là các bạn làm xong. Nếu các bạn mà đông người thì các bạn túm tụm nên các bạn làm cùng nhau mỗi người một việc. Thì chỉ vòng trong vòng một khoảng 30 phút là các bạn đã có những cái cốc sữa, vải, rồi bột báng. Ăn về mùa hè thì nó rất là hợp lý, rất mát, nó lại không nóng, bởi vì nếu tan vải không thì nó nóng. Chúng ta biết cách chế biến thì ăn này nó có độ mát của nó mà rất là bổ dưỡng các bạn. Vậy thì các bạn cùng tôi nha, chung tay để ủng hộ đồng bào trên Bắc Giang nha. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn làm sẽ thành công, làm giống như tôi như thế này các bạn sẽ ăn một lần là các bạn sẽ nhớ mãi. Xin cảm ơn các bạn, xin chào tạm biệt. Bây giờ tôi sẽ cho sữa chua lên đây. Các bạn ăn nhiều sữa chua thì cho nhiều sữa, mà các bạn ăn ít thì cho nhiều nếp cẩm. Ôi tuyệt vời các bạn ạ. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn cái món sữa chua nếp cẩm. Sữa chua thì tôi cũng đã làm clip trước rồi, các bạn cũng đã biết rồi. Bây giờ tôi giới thiệu với các bạn để mà cái cách để ta nấu cái nếp cẩm này lên. Đây là gạo nếp cẩm đây. Đấy, tí nữa tôi cho vào xoong để tôi nấu. Và đây là nước cốt dừa. Và đây là đường. Và đây là muối. Và đây là sữa chua các bạn. Cách làm sữa chua thì các bạn đã biết rồi đấy, các clip trước tôi đã giới thiệu rồi. Sữa chua các bạn làm lấy, sau đó các bạn sẽ thổi thành cơm nếp. Đây là nếp cẩm đây. Các bạn hãy nhớ là khi nếp cẩm này các bạn làm thì các bạn mua gạo về thì các bạn vo đi, xong các bạn ngâm. Các bạn ngâm, nếu như ngâm nước lạnh thì phải ngâm tới 3 tiếng đấy các bạn. Đấy, nhưng mà nếu mà các bạn ngâm vào nước ấm ấm ấy, thì vào khoảng độ 2 tiếng. Đấy thì các bạn ngâm đi để cho nó mềm thì các bạn thổi nó mới dễ thổi và nó mới dẻo các bạn ạ. Đây tôi sẽ cho
gạo vào trong song. Vì các bạn nhớ là hôm nay tôi thổi vào nồi cơm điện. Còn nếu như ta thổi nhiều thì tôi sẽ cho vào cái nồi gang để tôi thổi lên trên bếp củi. Nhưng mà ít quá, nếu bây giờ ta thổi vào nồi gang thì nó sẽ thành cháy nhiều, cho nên cơm là không còn mấy. Đây, các bạn cho vào trong song. Đây, các bạn hãy nhớ là tôi cho nước, nhưng mà các bạn cho nước thì vừa nước thôi, chứ không cho nhiều. Đây, các bạn dàn nó ra. Rồi, nó ngập gạo là một chút là được đây. Vì gạo đã ngâm rồi, các bạn cũng không nên cho nhiều nước. Nếu cho nhiều nước quá thì nó sẽ nát đấy. Đấy, tôi chỉ cho ít nước thế thôi. Sau khi tôi đã nấu cái cơm này mà nó bật về cái chế độ ủ rồi, thì tôi sẽ trộn một chút đường vào mấy nước cốt dừa. Và sau tôi lại trộn vào trong cơm. Xong tôi lại bật xuống một lần nữa, các bạn nhớ nhé. Đây, bây giờ tôi sẽ đậy vào. Và tôi bật điện. Đây, rồi. Đây, trong khi tôi chờ cơm để cho nó chín thì tôi sẽ trộn vào đây trong này đường 1 thìa, 2 thìa, 3 thìa. Đấy các bạn. Cho 3 thìa vào với cả nước cốt dừa, các bạn đảo thật đều. Đây, tôi cho một chút muối vào đây nữa, xong tôi mới đảo cả thể. Đây, các bạn nhớ là tôi cho một chút muối thôi. Đây, các bạn khoắng phải cho nó tan hết đấy. Đây, bây giờ tôi mở ra để tôi đảo đều cơm lên nhá. Rồi, nó được rồi, dẻo ra phết các bạn ơi. Bây giờ tôi cho nước cốt dừa với cả đường vào đây, tôi đã khoáng đều lên rồi. Tôi sẽ tưới vào trong này. Và tôi đảo thật đều. Đây, tôi đảo thật đều các bạn nhá. Đây, đều lắm rồi. Bây giờ tôi sẽ đậy vung vào để tôi lại bật nút nấu lần nữa. Rồi. Đây các bạn ơi, tôi đã nấu xong rồi. Ú chà chà. Đây, tôi sẽ cho lên bát đây các bạn ơi. Đó, để ra. Xong rồi các bạn ơi. Ơi, tôi để đây cho nó nguội nguội một chút nha. Xong rồi tôi sẽ thưởng thức. Bây giờ tôi sẽ cho nếp cẩm vào trong cốc này trước các bạn ơi. Đấy, nếp cẩm đã nguội nguội rồi, tôi cho vào trong cốc này trước. Đây, bây giờ tôi sẽ cho sữa chua lên đây. Các bạn ăn nhiều sữa chua thì cho nhiều sữa, mà các bạn ăn ít thì cho nhiều nếp cẩm. Đây, tôi sẽ bây giờ tôi cho vào đây, tôi sẽ thưởng thức các bạn ơi.
này tôi đã làm xong sữa chua nếp cẩm rồi các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ đi thưởng thức. Phải nói chung rất là hấp dẫn đây. Đây tôi sẽ đảo lên trước khi ăn này các bạn này. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi sẽ đã đảo đều rồi các bạn ạ. Đây, nếu mà bạn nào mà thích ăn đá, bạn cho đá vào nhá. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Nếp cẩm rất mềm các bạn ạ. Nếp cẩm với sữa chua này ăn thì các bạn mới thấy rằng thú vị đây. Các bạn nên cho cái độ ngọt nó vừa phải thôi các bạn ạ. Đừng nên cho ngọt đậm quá, mà nếu mà ngọt quá thì các bạn ăn hay bị chán đấy. Mùi thơm của nếp cẩm mà mùi ngậy béo của sữa chua. Các bạn hãy nhớ là thổi nếp cẩm này thì các bạn nên thổi làm sao cho nó mềm vào nhá. Thật là mềm. Mùa hè như thế này các bạn mà nằm lấy thì ăn phục vụ cho gia đình thì rất là tốt đấy các bạn ơi. Thời gian làm sữa chua mấy nếp cẩm này thì các bạn hãy nhớ là rất là nhanh. Các bạn nhớ là khi mua gạo về các bạn phải ngâm trước. Các bạn ngâm đủ 3 tiếng, đấy là nước lạnh. Còn nếu mà nước ấm ấy, thì các bạn chỉ ngâm một quãng độ 2 tiếng thôi. Sau đó các bạn sẽ chắt ra, các bạn vo sạch sẽ, xong các bạn đem thổi. Thổi như thổi cơm đấy các bạn ạ. Bạn nào mà thích nhiều nếp cẩm thì các bạn cho nhiều. Bạn nào thích nhiều sữa chua thì các bạn sẽ cho nhiều sữa chua. Thơm thơm ngậy ngậy của nước cốt dừa mà chúng ta cho đường vào đây, chúng tiếp tục chúng ta lại thổi cho vào trong cái xoong nếp cẩm này, chúng ta lại đun một lần thứ hai nữa. Vừa ngậy vừa thơm vừa béo. Các bạn mà làm lấy được cho gia đình một cái cốc sữa chua nếp cẩm như thế này thì phải nói rằng tuyệt hảo các bạn ạ. Vừa đảm bảo an toàn vệ sinh mà con cái hoặc là ông bà ăn những cái món này đều là đảm bảo, các bạn không phải lo lắng gì nữa. Ôi tuyệt vời các bạn ạ. Một món ăn như thế này thì phải nói rằng các bạn thưởng thức vào mùa hè rất là thơm ngon, vừa mát vừa bổ. Nếu các bạn có yêu cầu tôi làm về món gì mà sở thích của các bạn thì các bạn sẽ để lại lời nhắn ở dưới cái phần bình luận. Tôi sẽ thực hiện theo yêu cầu của các bạn để các bạn được thấy rõ và tỉ mỉ. Tôi sẽ hướng dẫn đầy đủ cụ thể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.